Không biết là những người xem của kênh Realtek thì hiện đang sử dụng hệ điều hành gì cho chiếc máy tính của bạn nhỉ? Còn mình thì lâu nay từ lúc biết sử dụng máy tính đến giờ mình chỉ trung thành với Windows thôi. Đơn giản một điều là mình không có đủ tiền để mà mua Mac. Và những người dùng Windows ấy thì có gặp một cái là khi các bạn vừa mua máy mới hoặc là khi vừa cài lại Win ấy thì có rất là nhiều ứng dụng rác, rất là nhiều chương trình mà các bạn sẽ không bao giờ đụng đến nó. Và bây giờ nếu mà ngồi xóa từng cái một thì nó mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái tool mà mình hay sử dụng khi vừa cài lại Win xong. Và nó sẽ giúp các bạn làm chủ được chính cái hệ điều hành của các bạn. Nhưng mà tool như nào thì đến với intro đã nhá. Cái tool hôm nay mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng ấy, thì trong cái video cài Win xong làm gì mình đã có giới thiệu qua rồi. Nhưng có một vài bạn vẫn hỏi mình, bởi vì là trong cái video đấy thì mình hướng dẫn nó khá là nhanh. Ok, và link tải cái tool này thì mình sẽ để phần dưới mô tả video nhé. Các bạn hãy tải nó về, sau đó giải nén nó ra nhé. Rồi các bạn sẽ được một cái thư mục như này. Bạn mở lên thì trong đấy sẽ có ba cái file chấm đuôi là .ps1. Thì ở đây các bạn chỉ cần lưu ý cho mình hai cái file này thôi. Về cái file đầu tiên này thì các bạn một cú click là xóa được toàn bộ những cái không cần thiết. Còn đối với cái file thứ hai thì các bạn sẽ tùy chọn các bạn muốn xóa cái gì. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái file đầu tiên trước nhá. Các bạn hãy ấn chuột phải vào nó. Sau đấy chọn là Run with PowerShell. Một vài bạn khác sau khi chạy thì nó có hỏi quyền Z Ronald, thì các bạn ấn chữ A sau đấy ấn Enter lần nhé. Các bạn cứ ấn Z hết cho mình. Một phát xóa hết. Đây. Các bạn hãy để ý những thứ này nhá, tí nữa là nó xóa hết luôn đấy. Đây, nó bắt đầu xóa này. Chỉ cần chờ nhá, tùy theo tốc độ ổ cứng cũng như là tốc độ cái máy tính các bạn đang sử dụng thôi. Mình đang sử dụng SSD thì nó cũng nhanh thôi, mất tầm khoảng 2 phút gì đấy là chạy xong rồi. Nhìn đống này sâu ra giống như hacker ấy nhở. Các bạn gần Z đi. Rồi ok, đến bước này thì nó hỏi là có muốn gỡ cài đặt cái OneDrive không? Thì mình cũng gỡ luôn bởi vì mình không dùng. Còn bạn nào không thì ấn đâu nhé, mình ấn Z. Cái này ấn Z luôn nhé. Nó hỏi là muốn gỡ tất cả những cái item có ở trên Start Menu. Thì mình ấn gỡ luôn, gỡ hết. Cái này là hỏi cài Net 3.0 ấy thì có, các bạn ấn có cũng được, không cũng được. Nhưng mà ở đây thì mình cài rồi cho nên mình sẽ ấn No. Các bạn ấn Z đi nhá. Chờ nó cài một tí là xong mà. Mình ấn No nhá. Ok, nó hỏi là có khởi động lại máy hay không. Thì ở đây mình đang quay video cho các bạn xem nên mình không thể khởi động lại được. Còn đối với những ai đang dùng ấy thì các bạn ấn Z giúp mình nhá. Đây, mình ấn No. Đấy, vậy là xong và đã mất hết những thứ mà các bạn không cần thiết sử dụng rồi. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây nó không còn bất kỳ một cái gì nữa. Còn đối với cái file thứ hai nhá, mình thử luôn cái file thứ hai. Cũng chuột phải vào đấy xong chọn Run with PowerShell. Các bạn cũng phải đợi để nó chạy bằng quyền admin. Đấy, ở đây các bạn sẽ có rất nhiều tùy chọn. Disable, enable, Cortana rồi cái gì đấy, một loạt. Các bạn có thể dịch tạm tạm một vài từ tiếng Anh nếu bạn có thể hiểu là những cái này dùng để làm gì nhá. Và cái file thứ hai này thì cho bạn là không muốn xóa phát toàn bộ mà các bạn chỉ muốn xóa một vài thứ thôi. Thì các bạn dùng cái file thứ hai này, mình sẽ tắt nó đi nhá. Và đối với những ai đang sử dụng laptop hoặc máy tính mà có ổ HDD, chỉ sử dụng ổ HDD thôi ấy, thì đây cũng chính là một cách mà các bạn giảm đi cái lỗi full disk. Mình có test trên một vài máy rồi thì nó có giảm đi, nó không hết nhá. Nó thỉnh thoảng nó vẫn bị, nhưng mà nó gần như là không bao giờ 100% cái ổ cứng chạy nữa, mà chỉ khoảng 8 mấy, có khi xuống 2 mấy thôi. Có nghĩa là các bạn sẽ khắc phục được phần nào. Thì đây cũng chính là một cách mà các bạn có thể áp dụng đối với những ai đang bị lỗi full disk khi sử dụng HDD. Nếu các bạn còn có thắc mắc gì hãy comment xuống dưới video, mình sẽ giải đáp nhé. Ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn một cái tip, một cái mẹo nhỏ để giúp các bạn sử dụng hệ điều hành Windows được một cách mượt mà hơn. Và nếu các bạn thực hiện được rồi ấy, thì đừng ngần ngại mà chia sẻ cái video này.
cho nhiều người được biết hơn, để nhiều người mở mang được kiến thức hơn. Mình là Trung, nếu thấy hay thì nhớ like, nhớ ấn subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.